Chào mừng anh em đã quay trở lại với một tập mới của podcast DeFi Discussion. Trong tập tuần này, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện về NFT Gaming với anh Tính Trần, hay còn được biết đến với tên gọi là Mel. Nếu như quan tâm về những chia sẻ xoay quanh thị trường DeFi cũng như là kinh nghiệm DeFi của anh Tính, anh em có thể bấm vào đường dẫn ở phần description phía dưới. Còn bây giờ, hãy bắt đầu cuộc trò chuyện tuần này với anh Tính nhé. Đây là Coin68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái chủ đề đó là NFT Gaming. Thì anh Tính trước đây đã tham gia rất là sâu vào cái mảng DeFi rồi. Thì dạo gần đây thì có theo dõi anh Tính thì thấy là anh Tính đang có một cái sự dịch chuyển sang cái mảng là NFT Gaming. Thì không biết là anh Tính có thể chia sẻ về cái bước đi này của mình hay không, và lý do nào khiến anh chọn chuyển hướng sang cái mảng thị trường nó cũng đang rất là sôi động, đó là NFT Gaming. Thì cái NFT Gaming này thì chung thì cũng mắc cười. Ban đầu anh được mời vào dự án làm việc á, là do anh gọi là có kiến thức về DeFi và NFT thôi. Nghĩa là lúc đầu Tính mời em vào dạng advisor để anh chỉ và hướng dẫn cho mọi người những cái liên quan tới giống như là NFT trên blockchain, hay là những cái bước liên quan tới việc mà thuê mướn với lại đẻ, nghĩa là bên Axie bây giờ có cái đẻ con, hai con Axie chung nhau đẻ ra con mới. Những cái bước đó thật sự mà nói thì là on-chain transaction. Thì những cái phần đó thường anh rành, và Axie người ta cũng bắt đầu đi về phía gọi DeFi một chút, cho nên lúc đầu đội ngũ cần anh là để anh giúp đỡ về phần kiến thức về DeFi cũng như kiến thức về NFT. Do ở về cơ bản á, một cái game play to earn đó nó cũng y chang như là yield farming thôi. Nó chỉ khác ở chỗ là thay vì mình yield farming bằng cách là mình bỏ tiền vào cái farm xong rồi mình đi ngủ, sáng mình dậy mình lấy tiền, thì bây giờ mình phải yield farming, bỏ ra công sức một chút, nghĩa là mình phải ngồi đó mình chơi game. Cái tiền của mình là những cái con NFT mà mình đầu tư vào. Thay vì mình đi ngủ mình vẫn ăn tiền, thì giờ mình phải chơi game mình mới ăn được tiền. Thì bây giờ hết có việc ngồi chờ sung rụng rồi. Bây giờ chính thức là phải bắt tay vào, không còn passive income nữa. Giờ là active rồi, mỗi ngày phải ngồi chơi cày, đúng nghĩa là trâu cày làm ruộng luôn thì mới kiếm được tiền ở trong mấy cái game play to earn. Thì nhưng mà về cốt lõi nó vẫn là yield farming, tại vì tới cuối ngày mình vẫn ăn được tiền từ cái đồng token của dự án đó. Thì nó cũng một dạng yield farming, chỉ là cái cơ chế nó khác một chút là bây giờ anh phải chơi game thay vì không làm gì hết. Và nó thêm một cái token định dạng khá là mới, đó là cái ERC721, là cái NFT nữa đúng không? Là cái NFT. Cái NFT đó thì nó là một cái token bình thường, nhưng mà nó có cái hình, anh thường thường anh gọi nó là nó có cái bức tranh, nó đính kèm vào thôi. Nhưng mà nhiều người không có nhận ra được cái điểm này. Nhiều người nghĩ là cái NFT đó nó không phải là một cái đồng token, mà nó là như người ta miêu tả là nó cái bức tranh thôi. Thì cái này là thường thường là một cái hiểu sai lầm đi, sai lệch đi một chút. Tại vì những đồng NFT này nó vẫn là token, nó vẫn có giá trị, nó vẫn có dòng tiền và dòng thanh khoản cho mỗi đồng khác nhau. Cho nên khi mà mình không có hiểu cái vấn đề là nó vẫn là một đồng token á, thì mình sẽ không bao giờ hiểu được vì sao người ta vẫn đi mua những cái bức tranh này về làm cái quái gì. Tại vì người ta không có mua về do bức tranh nó đẹp, mà là người ta trade những cái tranh này y như là người ta đi mua shitcoin vậy. Thì thậm chí là những dự án làm dự án NFT người ta cũng không hiểu cái vấn đề này, cho nên nhiều khi người ta chỉ hỗ trợ cái đồng tiền quản trị thôi, người ta quên mất đi là cái đồng NFT cũng là một thứ mà dự án cần phải hỗ trợ, nhất là về mặt thanh khoản. Cho nên cái hiểu đó là hiểu sai lệch. Ai không hiểu được cái đó thì chắc chắn sẽ không thành công được khi mà đi tìm hiểu NFT hoặc là đi làm dự án NFT. Ok, thì nếu mà nói về thị trường NFT gaming á, thì anh Tính đang đánh giá cái thị trường hiện tại như thế nào và tiềm năng trong tương lai nó ra sao, cũng như là có cái góc khuất nào mà ít cộng đồng Việt Nam đang nói tới hay không? NFT thì thị trường hiện tại anh nghĩ là nó vẫn khá là nhiều đầu cơ, nghĩa là speculation. Tại vì nếu mọi người để ý thì hầu hết NFT
từ tháng, không biết từ tháng 4 hay là sớm hơn, nói chung là cỡ nửa năm đổ lại đây. Hầu hết NFT, mình không nói chuyện tới gaming nha, mình chỉ nói là NFT chung chung thôi. Hầu hết là dân đầu cơ, người ta đi mua về rồi người ta bán lại, gọi là flip, giống như là người ta đi flip shitcoin á. Chứ nó không có một cái áp dụng thực tiễn gì cho tới khi mà NFT nó đưa cái NFT được áp dụng vào game như Axie, hoặc là NFT được áp dụng vào những cái ứng dụng ví dụ như để chứng minh ownership, nghĩa là chứng minh quyền sở hữu của mình, hoặc là NFT để chứng minh cái quyền sở hữu của một bản nhạc hoặc là một bức tranh của họa sĩ nổi tiếng. Thì những cái đó mới thật sự là ứng dụng có ích của NFT. Tại vì cái NFT nó, như anh nói, là một cái token, mà token ở trên blockchain. Cái việc mà hữu ích nhất của nó là nó giúp người ta tìm được, hay là lục lọi lại được cái lịch sử của nó. Nghĩa là bây giờ anh sở hữu một cái NFT, anh có thể tìm lục lọi lại lịch sử những người sở hữu trước, cũng như tìm lại cái lịch sử giao dịch. Thì cái phần blockchain của cái NFT là cái phần hữu ích nhất của cái NFT, chứ không phải là cái phần mà nó có thể đính kèm một bức tranh, hay là đính kèm một bản nhạc, hay là đính kèm một số tính năng của nhân vật trong game vào. Thì cái phần mà lợi ích nhất của NFT là từ việc mà nó sẽ giúp cho người sở hữu nó có thể truy tìm lại dấu vết lịch sử cũng như quyền sở hữu của mình. Thì chỉ có khi nào mà nó được áp dụng bằng cách đó thì nó mới thật sự có ích thôi. Còn không thì nó chỉ là một cái sản phẩm để người ta đầu cơ, như anh nói, là mua shitcoin và bán lại thôi. Cho nên anh nghĩ thị trường NFT bây giờ thì hầu hết thì vẫn còn đầu cơ khá nhiều, nhưng mà không có nghĩa là nó sẽ không có ích cho sau này. Giới truyền thông á, người ta thường thường nghe tới NFT á, sẽ có hai phe. Một phe nghĩ là NFT là scam, và một phe nghĩ là NFT thật sự có ích. Thì hiện tại cái phe nghĩ NFT là scam vẫn còn khá nhiều. Và anh không có trách họ khi họ nghĩ như vậy. Tại vì quá nhiều NFT người ta tạo ra 10.000 con, người ta bán lấy tiền xong rồi nó cứ vứt đó, đóng dạng vứt đó làm gì thì làm. Tại vì những nhiều người mua, ta đâu có biết đâu, người ta nghĩ là cái bức tranh này nó sẽ dính liền với cái NFT vĩnh viễn, nhưng nó không phải như vậy. Những cái bức tranh này nó được host, nghĩa là nó được bảo tồn ở trên một cái server tập trung nào đó. Ví dụ như anh tạo ra bức tranh thành con mèo, anh đặt lên một cái server trên máy tính của anh, xong rồi anh link cái NFT vào cái link của server anh. Như vậy thì anh sẽ có một cái bức tranh hình NFT, nhưng mà cái bức tranh thật sự nó lại nằm ở trên server anh, chứ nó không có nằm ở trên một cái server phi tập trung hay là trên blockchain. Chính vì như vậy nên cái hiểu biết về NFT của những người hiện tại mà không có rành về mấy cái cơ cấu đó, người ta sẽ dễ bị lừa. Cho nên mới có bị chia hai phe ra. Phe nhất là nghĩ là NFT chỉ là lừa đảo và bán tranh xong rồi rug pull. Thì ngày xưa mình shitcoin mình có rug pull, kiểu là lấy thanh khoản hay là tự min coin ra xong rồi bán. Bây giờ NFT thì rug pull kiểu mới, rug pull kiểu tạo tranh ra xong rồi sau đó gỡ tranh xuống, hay là cứ vứt cái tranh đó khi nào mà server nó hết tiền rồi, nó không có host nữa thì mấy cái bức tranh nó biến mất. Anh tính có so sánh giữa cái thị trường DeFi truyền thống với cái NFT gaming hiện tại á, thì em có một cái thắc mắc như thế này, đó là ví dụ như với cá nhân em đi, là một người mà thích gọi là vọc vạch các cái sản phẩm DeFi truyền thống, các cái sàn DEX, các cái lending, rồi các cái aggregator đi, thì với một cái user mà khá là ít chơi game như em, thì anh tính sẽ chọn một cái lý do nào để thuyết phục những cái player kiểu bảo thủ như thế này, họ move từ DeFi truyền thống sang cái thị trường mới là NFT gaming này? Nói chung anh cũng từng là dân DeFi, và anh chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đi làm chung với lại một đội ngũ gọi là một đội ngũ làm về game truyền thống chẳng hạn. Cái vấn đề ở đây là nó ở trong crypto nó một cái câu gọi là do you want to make money or do you want to be right, anh quên mất rồi, nghĩa là đại khái là mày muốn kiếm tiền hay là gọi là đúng, nghĩa là được người ta coi trọng là mình nói đúng hay nói sai. Ở đây cái vấn đề của DeFi và cái vấn đề của NFT gaming á, nó đều liên quan tới cái việc kiếm tiền nhiều hơn là cái việc đúng. Cho nên cái đó là cơ bản của crypto, của DeFi rồi. Thì thật sự mà nói, mình cũng không có giận dụ dỗ dân DeFi, mà
sẽ người ta sẽ đi theo cái hướng nào mà dòng tiền đổ vào, chứ không có cần phải dụ người ta hay là thuyết phục người ta. Nhưng mà để thuyết phục những cái đứa gọi là hardcore như là maxi, kiểu như dân gọi là cực kỳ thích DeFi và không có muốn đi đâu khác hết á, những thằng đó anh nghĩ sẽ rất khó thuyết phục tụi nó, tại vì tụi nó khi mà tụi nó đã thích một dạng nào đó rồi, như là Bitcoin sẽ có maxi của Bitcoin, Ethereum có maxi của Ethereum, nó sẽ rất khó đổi ý. Mặc dù mình có thể gọi là mình có thể nói với nó là cái này cũng là một loại DeFi, tại NFT gaming về sau nếu mà những dự án nó làm DAO này nọ thì nó vẫn là DeFi, nhưng mà cho tụi nó kiếm ra tiền hoặc là tụi nó đã yêu mến một cái gì đó rồi, mình lại muốn tước bỏ đi thì nó rất là khó, nên nghĩ nó không có, nó cũng không có cần thiết là phải như vậy. Còn về cái như nói là về người bình thường, gọi là 99% người thường thì người ta sẽ đi theo hướng dòng tiền đổ về, chứ mình không có cần phải ra mặt rồi mình khuyên người ta là mày nên ngừng cái việc đi yêu farm và chuyển qua chơi game. Tại vì nếu mà chiêu farm không có tiền, nếu mà chơi game lại có tiền, người ta sẽ tự đổ về thôi. Tại vì cái như anh nói thì trong crypto cái câu hồi nãy nó vẫn đang thống trị cái tinh thần của mọi người. Còn về những người mà cực kỳ hardcore rồi thì anh nghĩ không có cửa rồi. Như kiểu em thử đi thuyết phục một thằng Bitcoin Maxi coi nó có chịu đổi qua Solana hay Ethereum, ngược lại coi làm gì tụi nó chịu. Dạ, thì đúng là có một cái câu mà vui vui mà cộng đồng crypto hay truyền tay nhau, đó là tiền ở đâu thì niềm tin ở đó thôi, nên là cho nên như anh nói nôm na thì NFT gaming thì vẫn là một dạng yield farming, vẫn là một dạng DeFi. Về cơ bản những người tầm trung, những người chơi vô cho vui như kiểu anh em mình thì mình không phải chỉ nghĩ tới việc là cái dự án đó nó có đem lại lợi ích cho mình không, và thứ nhì là cái dự án đó nó có tồn tại được hay không. Thì bây giờ làm game thì nó cũng giống như DeFi, nó chỉ khác ở chỗ là nó vui hơn một chút do hiệu ứng đồ họa các loại, nó đỡ buồn tẻ hơn là em đi chơi DeFi, tại vì giờ nó có thêm nhân vật rồi, có thêm gameplay cơ chế các loại vào, thay vì đi yêu farm thì suốt ngày chỉ bấm vài nút rồi nhập số vào thôi. Thì nó về cốt lõi cũng chỉ giống nhau như vậy thôi. Còn cái ứng dụng thực tiễn của DeFi và của game thì tất nhiên khác nhau rất nhiều. Một cái là về kinh tế cũng như là dòng tiền đổ từ người này qua người khác như thế nào. Còn một cái là về hướng giải trí. Play to earn nghĩ hiện tại vẫn còn hơi sớm để tính tới chuyện gọi là thống trị được cái thị trường game truyền thống. Tại vì những cái game hiện tại, thậm chí là game anh làm, cơ chế đều quá là đơn giản cũng so với lại game truyền thống. Cho nên một ngày nào đó thì có thể sẽ bắt đầu gọi là đánh vào được cái mảng thị trường gamer truyền thống. Nhưng mà hiện tại thì anh nghĩ là không có cửa. Tại vì người ta thích chơi game hay ho, cơ chế nhiều, hình ảnh đẹp hơn, là người ta thích chơi những game cơ chế đơn giản. Như giờ em đang chơi CSGO mà anh kêu em về thời 10 năm trước chơi CS 1.6 còn ai mà chịu. Nhưng mà nói gì nói thì vẫn là một cái khoản dư địa để play to earn phát triển, đúng không? Đó là rất là một tiềm năng rất là lớn rồi. Ok, thì chắc là nói sơ qua về Cyber ha, cái dự án mà anh Tính đang tham gia phát triển, thì anh Tính có thể chia sẻ đôi điều về cái giai đoạn đầu trong cái thời gian phát triển Cyber không? Có cái khó khăn hay là thách thức gì khi mà phát triển một cái dự án NFT gaming không? Khó khăn thì ban đầu thì khó khăn rất là nhiều, tại thứ nhất là nhân lực không có. Ban đầu đội ngũ chắc được không tới 10 người ở bên Melbourne, nên nghĩ chắc được 4-5 người ở Melbourne. Về sau này thì khi mà đội ngũ bắt đầu phát triển lên rồi, giờ có hơn 30 người rồi, vẫn thiếu nhân lực, nghĩa là càng làm càng thấy thiếu, nhưng mà mình cũng coi như là thấy có tiến triển, cho nên nó không có tới mức nhìn là không có cứ dậm chân tại chỗ không có đi tới. Thì thứ nhất là nhân lực rất là khó, thứ hai là về cái phần sự hiểu biết của mọi người trong đội ngũ, nghĩa là em thuê được nhân lực đi nữa nhưng mà
do làm blockchain, play to earn, gaming hay là bất kỳ dự án blockchain nào, thì đội ngũ khi rất khó mà có toàn bộ đội ngũ đều hiểu về blockchain. Mà đội ngũ không hiểu về blockchain thì cái áp lực nó sẽ dồn về những người hiểu blockchain nhiều để mà giải thích cho họ. Mà em biết rồi, em đi giải thích tiền ảo cho ba mẹ em hay là cho một thằng chưa bao giờ nghe crypto đâu có dễ. Nó y chang như vậy, thì phải đi giải thích từng thứ vớ vẩn một, từ nhỏ tới lớn cho tất cả những người mới ở trong đội ngũ. Thì cái khó khăn tiếp theo là vậy, là crypto vẫn còn quá mới mẻ cho hầu hết người ngoài. Thì như mình đi thuê họa sĩ vẽ đồ họa, do mình làm một cái game blockchain nên mình phải giải thích ít nhiều và một ít về blockchain cho họ. Cái phần đó rất là tốn thời gian và tốn nhân lực mà rành về crypto. Khó khăn thứ nhì là do Covid, cho nên đội ngũ bị chia tá lả, mỗi người một nơi, thì múi giờ nó hơi lệch nhau. Không có tới mức mà gọi là không làm gì được, tại vì giờ thì gọi qua Zoom, gọi qua Google vẫn rất là ok. Chỉ có điều là nó không có vui như là mình đi làm trực tiếp trong văn phòng thôi. Anh nghĩ là mọi người cũng đồng ý điểm này, ở chỗ là nhiều khi ở chung một thành phố mà vẫn Zoom với nhau hay vẫn Google Meet với nhau đó, nó rất là buồn. Học qua cuối ngày chém gió này nọ, làm việc nó cũng cập rập nữa, cũng như là bây giờ cần cái gì gấp thay vì chỉ cần đi qua bàn của nó, gõ đầu nó kêu mày làm này cho tao gấp về, giờ em phải nhắn tin rồi phải gọi nó, nhiều khi nó không thèm bắt máy, không thèm trả lời. Xong rồi tới lúc mấy tiếng sau trả lời thì mình đâu có cần nữa. Ok, nên vậy là hai khó khăn. Còn khó khăn nào nữa không anh? Khó khăn nói chung thì nhiều khó khăn, giống như là làm game, nhưng mà mình đi đâu cũng thấy game hay ra lò hết, nên mình bị tự ti. Thì dự án tự ti, tại vì anh là dân chơi game, anh thích chơi Dota, thích chơi CSGO, thích chơi những game hay ho. Nói chung là game mới AAA ra thường anh cũng hay nhòm một chút. Xưa anh cũng chơi kiểu MMORPG, game mà hay luyện level ở Việt Nam hay ra, của Vinagame rồi của VTC ra, thì anh chơi dữ lắm. Nên khi mình làm game, mà nhất là mình gọi là trong đội ngũ chính của game, mặc dù là anh làm chuyên về phần gọi là phần blockchain, phần liên quan tới crypto và liên quan tới on-chain nhiều hơn, nhưng mà khi mà thấy những cái game khác nó đẹp, nó hay hơn, mình vẫn sẽ bị mặc cảm hay hơn. Thì cái khó khăn đó là cái khó khăn mà toàn bộ đội ngũ đều bị, nghĩa là mặc dù mọi người biết là cái thị trường play to hiện tại nó còn rất là trẻ, rất là mới, cho nên những cái game cơ chế đơn giản nó vẫn sẽ sống được, giống kiểu như game Axie đi, cơ chế rất là đơn giản và đồ họa của nó cũng không có gì gọi là phức tạp như kiểu game AAA, nhưng mà vẫn sẽ bị mặc cảm tự ti là mình có đang làm cái chuyện vô ích hay không. Nghĩa là sẽ có những lúc mà người ta, toàn bộ đội ngũ sẽ nghĩ là có mình có đang làm một cái game vô dụng không ai chơi không. Thì cái khó khăn đó thường thường là vậy, là do thị trường game truyền thống nó quá mạnh đi, nên nhất là những người đã từng chơi game sẽ bị cái vấn đề là không, nghĩa là tự doubt, tự nghi ngờ bản thân, nghi ngờ dự án của mình. Thì nói chung mấy cái đó thì thường phải nhắm mắt cho qua thôi, nghĩa là mình đi tới đâu mình tính tới đó, mình phải chấp nhận là game mình dở thì mình phải chịu, phải cố gắng phát triển nó thêm để mà game mình nó hay lên. Còn cái chuyện mà không bằng người ta thì đó là chuyện cái mình không tránh khỏi được rồi, nhất là thị trường hiện tại, play to earn hiện tại, không thể nào mà ra cái game AAA mà bằng được cái game truyền thống ngay trong vòng 1 tháng, 2 tháng, 6 tháng được. Phải cần thời gian. Cần thời gian đúng không? Rồi, ok. Với Cyber thì dạo gần đây mọi người sẽ thấy được rất là nhiều cái tin tức hợp tác với các cái guild game. Chúng ta có thể kể đến YGG nè. Chúng ta có thể kể đến AsianAid. Và mới gần đây luôn, trong cái thời gian mà bọn mình đang thu cái podcast này á, thì Cyber vừa thông báo hợp tác với lại Guildfire. Thì anh tính nghĩ thế nào về cái mô hình guild này, và nó bổ trợ như thế nào, cái hệ sinh thái guild này nó hỗ trợ cho các cái sản phẩm game phát triển như thế nào, thì chắc để anh tính chia sẻ về cái vấn đề này. Về guild thì về cốt lõi của guild, nó mọi người có thể nghĩ đó là một dạng công ty thuê nhân lực để mà làm việc giùm. Thì nhân lực ở đây là những người scholar, nghĩa là những người được tài trợ
những cái suất học bổng để chơi game và làm việc ở đây là việc chơi game. Thì mô hình của những cái kiểu này rất là đơn giản, chỉ cần nghĩ tới chuyện thuê người trả lương, mỗi 2 tuần thuê người trả lương, thuê người trả lương, thì guild người ta sẽ cung cấp cho những cái nhân lực mà người ta thuê này những cái con NFT để chơi game. Thì giống như em đi làm, guild sẽ cung cấp máy tính và bàn làm việc cho em ấy, mỗi ngày em làm việc cho họ, hay là cho mình tiền xe, tiền các loại tới ngày trả lương thôi. Thì đó là cái mô hình của cái guild. Cái việc mà giúp đỡ cho những cái game nhiều nhất đó là việc nó đưa người chơi mới tới những cái game mới. Thì khi mà game mới vừa ra lò, nhất là khi mà play to earn bây giờ quá nhiều, gọi là quá nhiều game mới mẻ cạnh tranh với nhau, cũng như là thị trường cũng còn khá mới, thì những cái guild này nó sẽ là một cái nguồn cung cấp gamer cho những cái game mới ngay từ ngày đầu tiên, nếu mà mình có thể bắt tay với họ để mà làm việc chung với nhau. Thì cái guild này sẽ giúp đỡ cho game ở chỗ là từ ngày đầu tiên sẽ có người chơi rồi, chứ không phải ngồi đợi người ta Google ra game mình xong rồi người ta mới vào chơi. Nhưng mà chưa kể là người ta phải đi mua NFT, người ta đầu tư một số tiền rồi người ta mới chịu chơi game mình. Còn những cái guild này thì nó cứ phát học bổng, phát tài trợ ra là sẽ có người vào chơi thôi. Yeah. Thì hiểu nôm na nó sẽ giống các cái guild aggregator, hoặc là nó giống cái mô hình incentive ở bên DeFi truyền thống đúng không? Ừ, nó cũng khá giống như vậy. Được một cái là khi mà làm guild thì em phải là người tự bỏ vốn ra, sau đó rồi nghĩa là em phải chấp nhận cái sự rủi ro mất tiền đó. Sau đó rồi em phải đi thuê người làm việc giùm em. Thì những người làm việc thường thường không có mất gì hết, chỉ có mất thời gian thôi. Thì như anh nói, nó là một mô hình như công ty và người làm, là do em phải tốn thời gian để làm việc cho những cái guild này, thì em được nhận tiền học bổng là nhận lương lại, và em gọi là em bán thời gian và bán công sức cho họ. Thì cái mô hình này nó hiện tại nó hoạt động được là do trong game truyền thống 99% cái dòng tiền từ một cái game sẽ đổ về tay nhà phát hành. Nghĩa là anh làm một cái game, anh sẽ chạy quảng cáo, anh sẽ thu tiền của người chơi. Ví dụ như anh là Vina Game đi, 99%, 100% sẽ vào túi anh hết. Chứ không có vào kể túi cả tiền của bán nhân vật, đến tiền bán cạc, cạc thẻ cào đúng không? Tiền bán thẻ cào, tiền gì cũng sẽ vào túi của cái thằng làm game. Không có một đồng cắt nào vào túi người chơi cả. Thì mô hình người chơi hiện tại á, 99% phần tiền đó sẽ đi vào túi của người chơi và những cái người sở hữu mấy cái nhân vật hay là mấy cái NFT của những cái game này. Thì nó hiện tại nó cái mô hình nó là như vậy, là thay vì cái dòng tiền nó đổ về nhà phát hành thì hầu hết cái dòng tiền nó sẽ đổ về người chơi và đổ về người ủng hộ cho dự án đó. Thì nó cũng là một dạng DeFi là do như vậy, thì cái dòng tiền nó đổ ngược về cộng đồng chứ không có đổ vào tay của cái thằng làm game. Thằng game nó sẽ thường thường sẽ lấy phí, giống như Axie sẽ lấy phí một vài phần trăm mỗi khi em trao đổi nhân vật Axie. Cái phí đó sẽ vào túi nhà phát hành, thì là phí vận hành và phí của nó thôi. Nhưng mà cái phần lớn của cái tiền thì sẽ đổ ngược về cộng đồng, có thể là thông qua play to earn, có thể thông qua staking, có thể thông qua ví dụ như nó tổ chức những cái giải thi đấu, nó sẽ móc tiền phí đó ra, nó trả ngược về cho cộng đồng. Thì đó là vì sao những cái mô hình play to earn này nó vẫn sẽ hoạt động được, là do khi mà em nghĩ tới game truyền thống, tiền nó rất là nhiều nhưng mà không có đồng cắt nào vào túi của người chơi, nó toàn vào túi như phát hành không. Thì nó cơ bản là nó là do nó hút máu người sẵn rồi, còn bây giờ play to earn nó không hút máu của người chơi nữa, mà nó trả máu ngược về về cho người chơi. Ok, chắc là cái sau khi nghe cái podcast này thì nhiều anh em cũng thấy được những cái vấn đề nó chuyên sâu hơn rất nhiều so với những cái bề mặt, những cái tin tức mà anh em thường thấy ở trên Twitter hay trên các cái phương tiện truyền thông rồi. Thì podcast này hiện tại nó cũng cái thời lượng nó cũng dài rồi, thì chắc để anh Mel gửi anh Tính đi. Tại bình thường hay gọi anh Tính là với cái nickname là Mel á, thì chắc để anh Tính gửi lời chào đến các bạn nghe podcast ha. Ok, hôm nay cảm ơn mọi người nghe podcast của mình với lại George. Thì chung mong mọi người khi chơi crypto, chơi tiền ảo chú ý an toàn một chút, đừng có để bị lừa, bị rất full. Việt Nam mình thì
Nhiều người cũng chưa rành tiếng Anh cho nên hay dễ bị lừa như vậy. Cố gắng chơi thì nên như mình nói lúc đầu, nên gom bạn bè lại với nhau, chơi chung cho nó vui. Chứ chơi một mình thì chơi crypto một mình thì hơi buồn. Không có ai chửi lộn chung hết. Mà nó còn nguy hiểm nữa. Rất buồn rồi. Buồn nguy hiểm. Rồi ok, cảm ơn Mel rất nhiều vì đã dành thời gian tham gia cái podcast lần này. Ok, hy vọng là sẽ có cơ hội được nghe anh Mel chia sẻ trong những cái tập tiếp theo của DeFi Discussion ha. Ok, rồi, cảm ơn mọi người. Ok.